Ok, hello, xin mến chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Hôm nay mình tiếp tục san mặt bằng về cái móng bè đấy các bác ạ. Thì hôm trước thì ở phía ngoài này thì mình có quăng một ít cái xỉ gạch ngày trước đập cái nhà cũ ở đây lên mà hôm qua mình đã quăng vào đây. Đó thì mình có làm mấy cái video là quăng vào đây, và đến hôm nay thì mình đã đi san cái bây này rồi. Đây là bây bẩn các bác nhá. Cái bây này là nó lẫn cả đất, cả cái mùn, rồi thì cả cái đá, nó dạng như kiểu là cái thải của cái ở cái chỗ màu đá ấy các bác, thì người ta gọi là bây. Đó thì bây giờ mình sẽ san vào đây, xong sau đó là lấy mặt bằng bằng cái nền gạch này các bác nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào công việc. Thì là lúc trước làm ở cái mặt trên đây kìa, thì mình có quay một cái video ở kênh Máy Xúc Việt Nam Vlog là làm ở cái phần trong đó. Thì ra đến cái đoạn ngoài này thì mình sẽ quay thêm một cây nhỏ máy xúc nhỏ của vỏ trái đất này, và khi mà cái video này mình sẽ san mặt bằng nó phẳng ra đến đây. Rồi xong mình cứ làm giật lùi ra đây thôi. Thì anh em nào quan tâm thì các bác có thể là xem theo dõi từng tập cái video của mình, bởi vì là cái lượng công việc của mình ấy nó rất là lâu, nó rất là mất thời gian, tức là không thể làm nhanh được. Trong vòng một video mà mình làm hết cho các bác thì mình cũng không thể làm thế được, bởi vì là nó dài, có khi nó lên còn vài tiếng cơ. Như san như thế này thì nó nhanh thôi, nhưng mà khi mà chờ đổ bay rồi làm những cái gọi là làm đường làm miếng thì nó rất mất thời gian luôn. Cho nên là mình sẽ chia nhỏ cái video ra, mình làm thành từng tập các bác nhá. Đó. Thì do là cái ngoài này là ở phía cái đường kia mình có đắp một cái đường lên, nó rất là tốn, mình để rất là nhiều bay ở đó. Chính vì vậy là khi mà mình làm vào đến trong này ấy, thì mình phải san từ trong cùng này ra, và lát nữa thì ra kia và cào hết cái phần bay viết ở phía ngoài kia để dồn vào phía trong này các bác nhá. Đó, dồn vào trong móng này. Đấy, do là nó cũng thừa rất là nhiều. Xe thì bây giờ tạm thời đang cho xe nghỉ rồi các bác nhá. Bởi vì là cái lượng bay trở về đây nó cũng khá là nhiều rồi. Rơi vào khoảng độ hơn chục xe, chắc phải gần trăm, hơn trăm khối ở đây các bác ạ. Thì cái này bây giờ mình sẽ tiến ra kia để múc bớt bay vào đây các bác nhá. Múc bớt bay vào đây xong lát nữa thì mình mới làm mặt bằng sau. Đấy. Anh em đi làm thì cũng làm sẽ làm như mình thôi. Hoặc là các bác nào có cái này sáng nay thời tiết thay đổi hơi ho các bác. Có cái ý kiến hoặc là cách làm nó khác thì các bác có thể để lại cái comment ý kiến của các bác nhé. Đấy, cái đường lên kia mình còn hạ xuống khoảng độ 40 phân nữa các bác ạ. Bởi vì lúc trước là người ta, em Hạnh em ấy san gạch vào đó mà. Lúc trước là san gạch vào đó, bây giờ thì người ta muốn là san bay thôi. Thì sau này cái bay đó thì nó sẽ để làm cái nền sân luôn. Ưu tiên cái bên vế máy đứng này chưa các bác nhá. Cái vế máy đứng này thì là nó rất là cần để mà mình phải làm bằng ấy. Khi mà mình làm bằng thì mình san nó mới bằng, nó mới nhanh được. Mình làm mặt bằng thì rất là hay chia sẻ với các bác rồi. Các bác muốn làm bằng thì các bác cứ lấy cái bệ máy của mình bằng nó bằng trước đi. Vài cầu nữa là nó sẽ thành cái mặt bằng thôi. Các bác nhìn cái chỗ này nó lom lên thôi nhá, nhưng mà lát nữa mình múc ở ngoài kia vào là nó gần như vừa đủ đấy, vừa zin luôn đấy. Nhưng mà cái bay này nó không san ra nhưng nó không lún đáng kể bao nhiêu đâu con nhá. Thank you.
thêm vài cầu nữa. Ok nha anh em. Đấy, cái bay mình đi lên này cũng không đáng kể bao nhiêu cả. Đó. Cái này nó hơi thiếu rồi á. Đây cái anh thợ xây anh ấy đang điện cho mình đây. Alo anh à? Vâng. Bây giờ em đang sang rồi anh ạ. Vâng. Cái gạch đỏ kia có múc không? Gạch đỏ kệ chứ. Gạch mới ấy. Rồi. Rồi. Tí xong giờ hình như bay nó nghỉ rồi sao ấy? Hình như bay nó nghỉ rồi, đủ rồi. Chở thêm 2 xe à? Vâng. Có chứ anh. Vâng. Nhanh. Anh chở xe anh ấy gọi mình, anh bảo là cái đường kia thì lát nữa hạ hết xuống. Hạ hết cái đường của cái ấy gạch xỉ kia cho vào móng. Rồi bắt đầu là mình mới sau. Bây giờ tạm thời mình cứ lấy thế trước các bạn nhé. Lát nữa thì mình sẽ cho nó cao hơn một chút, bởi vì cái chỗ đó nó còn lún mà. Lấy thế để mình gạt cái phần ngoài này cho nó chuẩn. Bây giờ mình sẽ than ở cái phần đấy đi nhá. Phần máy mình đứng đây, cái bệ máy mình đứng đây nó cũng có một cái lề đấy, cái bên này nó cũng có một cái lề đẹp rồi. Đó thì mình cứ chỉ việc là thà nó ra và thà nó gọn rồi thôi. Bây giờ sẽ cào sơ sơ về các bác nhá. Thank you.
đeo gạt qua này nhé các bác nhá. Rồi tiếp nha các bác. Hôm nay thiếu đất thì mình sẽ múc bù thêm vào anh em nhá. Chưa làm như thế thật ra ngoài đâu. Ngoài này là nó cao hơn đây này, cái mặt ấy của nó tí ở ngoài này thôi. Tức là sau này cái lỗ chỗ này là nó sẽ bị thiếu các bác nhá. Đấy, cái lỗ chỗ này nó thiếu thì mình múc ở kia vào là vừa, xong người ta trở bay về sàn rồi nữa là ok. Lại một ít để làm cái đường lên các bác nhá. Không có là không có đường lên. Là hơi thấp. Ok nha, mình có điện thoại một chút. Thôi cái video này mình cũng xin kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhá. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Ở cái đoạn này mình sẽ quay ở cái video khác. Ok, chào mọi người.